Chào mừng các bạn đã đến với channel Làm Giàu Ở Mỹ, mình là Thắng. Gần đây á, thì đã có những cái câu chuyện mà người ta nghi ngờ rằng á, là cái kết quả bầu cử này nó sẽ làm thay đổi cái dự luật để khuyến khích đưa những cái nhà máy sản xuất cả cái công chip semiconductor quay về Mỹ, và có khả năng cái dự luật này nó sẽ đi chậm lại hoặc là nó sẽ thay đổi một cách rất là lớn. Từ đầu năm 2024 đến giờ, ở nước Mỹ thì rất nổi tiếng với một cái dự luật nó được gọi là Chip Act, để cho những cái công ty sản xuất chip hàng đầu ở trên toàn thế giới như là Intel, TSM, Samsung, MU, Micron, vân vân, xây dựng nhà máy ở các cái tiểu bang khác nhau ở Mỹ. Và cái dự luật này thì có một cái khoản ngân sách rất là lớn, đến 58 tỷ đô la. Và chính phủ Mỹ đưa ra hỗ trợ cho các cái công ty này và khuyến khích họ xây dựng các cái nhà máy sản xuất ra các cái công chip, đặc biệt là các cái công chip cao cấp, các cái công chip AI ở tại nước Mỹ, để nước Mỹ không phụ thuộc vào cái nguồn cung ứng này từ các nước ở bên châu Á nữa. Một trong những cái lý do mà cái chính phủ của Biden thực hiện cái dự luật này là bởi vì họ muốn cạnh tranh với Trung Quốc trong cái việc trở thành cái cường quốc có sức mạnh nhất cho những cái công chip AI này, và họ muốn quản lý có một phần giám sát những cái công nghệ rất là lớn này, không để tất cả 100% các cái công nghệ này là đều nằm ở bên châu Á, đặc biệt là nằm ở bên Trung Quốc. Và bà Harris thì trong cái chiến dịch tranh cử này á, thì bà nói á, đấy là cái cách duy nhất mà để cho nước Mỹ thắng được cái cuộc cạnh tranh với Trung Quốc trong những cái công nghệ của thế kỷ 21. Thì cái dự luật này nó đã được duyệt vào năm 2022, và từ trong 2 năm vừa qua thì chính phủ Mỹ cũng đã tuyên bố rất là nhiều các cái khoản viện trợ và hỗ trợ những cái công ty từ Intel cho đến là Samsung, cho đến là TSM, cho đến là MU tức là Micron, những cái khoản tiền để họ có thể bắt đầu xây dựng các cái nhà máy semiconductor ở Mỹ cả. Nhưng mà gần đây á, thì đã có những cái phàn nàn á, là với những cái quy trình và những cái đòi hỏi của chính phủ Mỹ trong cái chương trình này, thì làm cho cái việc nhận các cái tiền hỗ trợ này nó rất là cồng kềnh và rất là nhiêu khê. Cho nên là đã có những cái khoản tiền đã được approve, là đã viện trợ cho các cái công ty này để họ xây dựng nhà máy. Nhưng mà đến hiện giờ thì chỉ có duy nhất một công ty được nhận cái khoản tiền đó, còn rất là nhiều các cái công ty thì vẫn chờ đợi họ phải thỏa mãn được điều kiện A, điều kiện B, điều kiện C, vân vân, và làm cho cái chuyện này nó nhiêu khê và nó cồng kềnh và nó không có hiệu quả lắm. Trong cái cuộc bầu cử tới đây, bên nào chiến thắng nó cũng sẽ góp phần làm cho cái dự luật này nó có tính rủi ro cao hơn. Bởi vì những cái người mà thuộc đảng Cộng hòa hiện giờ á, ví dụ giống như là cái người có tên là Mike Johnson, ông này là một hạ nghị sĩ ở trong cái House of Representatives. Trước đấy á, là khi mà bỏ phiếu bầu á, thì ông bầu chống lại cái điều luật Chip Act này, và gần đấy á, thì ông bắt đầu chê trách cái điều luật này. Ông nói á, là nếu mà cựu tổng thống Trump chiến thắng trong cuộc bầu cử này thì ông sẽ có những kỳ chiến lược để ông không có ủng hộ cái chương trình này, và có thể là sẽ thay đổi hoặc là bỏ đi cái chương trình này luôn. Nhưng mà sau đó thì ông thay đổi cái quan điểm của ông, thay đổi cái lời nói của ông, và ông nói là ông sẽ streamline, tức là ông sẽ làm cho cái quy trình được cấp các cái khoản hỗ trợ này một cách đơn giản hơn, nhanh gọn hơn và tốt đẹp hơn. Ngay cả cựu tổng thống Trump á, thì trong những cái bài phỏng vấn á, thì ông cũng nói á, là cái Chip Act này, cái điều luật mà hỗ trợ các cái công ty semiconductor xây dựng nhà máy ở Mỹ á, thì cũng rất là bad, và nếu mà ông được lựa chọn á, thì ông sẽ không làm những cái chuyện như thế này, rườm rà rắc rối, ông chỉ đặt thuế rất là cao cho những cái mặt hàng semiconductor được nhập khẩu vào nước Mỹ từ cả cái nước châu Á. Thì như vậy là ông nghĩ là sẽ đưa cho được những cái lợi ích để cho các cái công ty này muốn xây dựng nhà máy ở bên Mỹ. Cho nên là thay vì là họ bỏ nhà máy bên châu Á, họ nhập khẩu vào á, thì sẽ trả những cái khoản tiền thuế rất là cao. Cho nên là người ta đang lo sợ là nếu như mà cựu tổng thống Trump chiến thắng, thì không biết là cái dự luật này và cái chương trình này nó sẽ tiếp tục như thế nào. Và cái này nó làm cả cái công ty như là Intel, như là Taiwan Semiconductor hoặc là Samsung, những cái công ty mà được hứa là sẽ cho tiền rồi, người ta cảm thấy rất là bất an và rất là lo lắng, không biết liệu cái số tiền đó người ta cho có được nhận được hay là không. Cho nên bây giờ thì họ đang rất là vội vàng và tìm mọi cách để được nhận cái số tiền này trước khi mà có cái sự thay đổi như vậy. Nước nào, công ty nào quản lý được đứng đầu trong cái công nghệ AI này thì sẽ có cái vai trò lãnh đạo trong thế kỷ tới ở trên toàn thế giới. Cho nên mình nghĩ đây là một kỳ chương trình rất là quan trọng, và hy vọng là chính phủ Mỹ sẽ tìm một cái cách nào đó, cho dù người nào thắng trong cái cuộc bầu cử tới đây, thì vẫn duy trì những cái hoạt động như thế này để các cái nhà máy sản xuất các cái công chip cao cấp nhất được đóng tại Mỹ, để có một cái sự ổn định và an toàn cao nhất có thể được. Thì câu chuyện này nó cực kỳ quan trọng đối với cộng đồng của mình, bởi vì cộng đồng của mình thì đầu tư nhiều vào các cái cổ phiếu AI,
và các cái cổ phiếu semiconductor về các cái cổ phiếu mà sản xuất của các cái công ty sản xuất ra các cái con chip này và nhận được các cái khoản tiền viện trợ này. Cho nên cái câu chuyện này nó thay đổi như thế nào thì nó cũng sẽ ảnh hưởng sâu sắc đến với những cái cổ phiếu AI như vậy. Alright, mình hy vọng các bạn thích cái bài phân tích này. Nếu các bạn thích thì nhớ bấm cho mình một nút like. Nếu các bạn có câu hỏi gì hoặc là những cái chia sẻ gì khác thì viết vào một comment giúp cho mình. Nếu các bạn theo dõi channel của mình một thời gian rồi và có được những lợi ích, đặc biệt là lợi ích kinh tế từ channel của mình, thì hy vọng các bạn sẽ gia nhập vào cái chương trình hội viên kim cương để có được nhiều hơn nữa các cái lợi ích kinh tế mà mình dành cho các bạn hội viên kim cương. Và đó cũng là một cách mà các bạn có thể ủng hộ channel của mình thêm một chút nữa. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem channel của mình thì hy vọng các bạn sẽ bấm nút đăng ký kênh để mình có thể gặp nhau thường xuyên hơn. Cảm ơn các bạn. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Bye bye.